Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 42. Chuyện Chim Bồ Câu. Tiền thân Kabota. Với người muốn mình lợi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có lòng tham. Lòng tham của vị này sẽ được kể trong chương 6 Tiền thân Kaka số 395. Lúc bấy giờ các tỷ kheo báo cho bậc đạo sư biết: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này có lòng tham. Bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật như vậy chăng? Bạch Thế Tôn: Có thật. Bậc đạo sư nói: Thuở trước này tỷ kheo, ông cũng có lòng tham. Vì lòng tham ông đã mất mạng, và các vị hiền trí cũng vì ông mà mất trú xứ của họ. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim bồ câu. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Ba La Nại ưa thích làm công đức, thường treo những ổ rơm chỗ này chỗ kia để các chú chim có nơi ẩn náu thuận tiện an ổn. Người đầu bếp của vị triệu phú Ba La Nại cũng treo một ổ rơm tại nhà bếp. Bồ Tát sống tại đấy, buổi sáng bay đi tìm mồi ăn và chiều lại về. Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá muối, cá tươi, thịt chua, thịt tươi tại chỗ ấy. Nó khởi lòng tham, tự nghĩ: Ta phải tìm cách ăn cho được cá thịt này. Nghĩ vậy, nó đậu cách đó không xa, dò xét chung quanh. Nó thấy buổi chiều Bồ Tát bay về và đi vào bếp, nghĩ rằng nhờ có chim bồ câu này, nó sẽ được ăn cá và thịt. Ha ha ha, 问什么的时候